Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải một lần nữa. Và Dư Khải kính chúc anh em một buổi xem live vui vẻ cũng như là video vui vẻ nè mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Anh Vinh cũng đang đọc anh em mọi người. Đó, này anh em đọc xe của Khải nè mà. Và cho anh em xem sơ qua sơ đồ đó. Phòng thủ 19, phòng thủ 19, phòng thủ 16. Áo phục hồi làm chậm, nhẫn làm chậm, nhẫn kháng hỏa. Ở nhà đôi giày kháng hỏa. Giao diện kháng cà sấu, ngọc bội kháng lơ sinh lực đó. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe Vinh nha nè. Ôi. Này lần này anh Evan Evan giỏ hoa hồng hạnh phúc nè. Evan show nha mọi người, được Khải úp cấp nè. Và mùa này thì được 15 tỷ thì chắc tầm này chắc lên được 105 gần 106, Khải nghĩ chắc tầm đó nè. Rồi. Bây giờ Khải anh cho anh em xem nha. Khải cho anh này lên bài nè. Ui. Anh em đang xem trong lang hồ chơi này mày. Ấp một cấp này, tìm biết lần bài boss bèm boss chơi này mày. Ngoài này bèm quá trời boss mà chưa có gì gọi là siêu phẩm nè. Hello Hưng Trần, hello người anh em nha. Một may mắn mang vô. Lấy may mắn. Một nhẫn kỹ năng, ừ, được đấy. Ôi, một nhẫn tâm năng nữa cũng được. Hôm trước anh kia không có, này này thì có này mà, ngồi. Kỹ năng tiềm năng có đủ hai một bộ rồi. Oh, ai alo vậy ta? Alo. Rồi ok, tiếp tục em ơi. Cuối hạng. À, 101. À, được không? Không được luôn, thiếu một điểm, thiếu 3 điểm nữa. Thiếu một điểm một cấp. À, thêm một nhẫn nữa, thêm một nhẫn tiềm năng. Ở Evan này thì mỗi nhân vật được 4 cái nè, mỗi nhân vật được 4 cái. Hai nhẫn tiềm năng này. Tính ra cũng ngon ấy. Một viên tinh hồng. Một bánh ngựa xích thô xấu. Đồ. Xích thô xấu. Này. Điều này toàn giỏi. Mới cái một lần bài boss anh em. Thì lần bài boss đặc biệt này nó bem mà thực sự lần bài đặc biệt rất là hiếm nè. Chứ đâu phải đơn giản anh em, một lần mua một lần tiền nè. Đây tiếp tục hộp như đây. Hello Vin Lâm Lì nha, hello anh em. Một tiền thổ lộ. Tính ra Evan lần này thì như những video trước khởi up thì anh tốn khoảng 11 kim nè, 11 kim. Tím xấu, hồng xấu, à đồ coi cái hàng không ta, tím xấu hồng xấu có xài được cái nào không ta. Tím xấu hồng xấu, ai, xấu chả hiếm nè mà, xấu là bình thường nè mà. Xấu là toàn bình thường, không có nào hiếm hết. Một lần bài boss, mánh ngựa. Xôi, chứ giờ anh năm. Server này cấp cao là khoảng 114 rồi em ơi, 114 rồi. 116 rồi, lần nhanh gớm nhỉ, 116 rồi. Rồi, bỏ đây vô. Nhẫn này nó rồi rồi ba cái hộp này sắc thu giãn này, đại lực này, đại lực phi tốc để đánh công thành này, đại lực này phi tốc này. Rồi, mấy manh ngựa không có manh nào, không manh nào hiếm luôn em ơi, không manh nào hiếm luôn. Rồi ui úp cấp 104 một lần bài. Rồi full luôn, thiết là hán rồi, để cho vài cửa lon nè. Chào bạn nghe mây đi. Cái đăng anh Vinh mùng 8 tháng 3 nha Nam. Có vẻ như chưa có gì gọi là tiền về cả. Chưa về bờ được nè mà. Mấy cái này mặt nạ bỏ trong rương đây. Rồi mấy cái này bỏ trong rương đây. Mình 8, mình độ 36 cái cuối cùng. Họ đã chuyển qua mấy cái tiền thổ lộ vạch này đã. Bỏ bớt vạch này nè mời. Lần này khả năng Vinh cho anh em đọc nè. Chắc là úp 105 ấy. Úp 105 cho anh em đọc ấy. Một tinh hồng.
2 tinh hồng, 3 tinh hồng. 3 tinh hồng tầm này khoảng 50 xu viên nè. 150. Thì tinh cũng vậy. 5 viên 250. Trời ơi. Hai con boss. Mặt nạ. Trời. Mấy tiền thôn lộ này. Chung là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 bằng tiền thổ lộ. 11 bằng tiền thổ lộ khoảng 110 xu nữa. Toàn rồi. Này toàn rồi. Lỗ rồi em ơi, chắc lỗ rồi. 11 kim ăn như này chắc là chỉ lấy kinh nghiệm thôi em ơi. Chắc không thu được bao nhiêu rồi. Cố gắng mong vào những cái sư phẩm kia thôi. Những cái rương hiếm rồi. Hui. Rồi, rương hiếm này. Kháng cảnh năm nè. Mang vô. Trời, tinh hò không minh thật. Chịu luôn, mặt nạ. Rồi, toàn rác thôi em ơi. Một cái càng khôn. Rồi, tiếp theo 8 pháo hoa. Rồi, mở 16 cái bà chân này. Thật ra gì đây? Phi phong đâu? Kiếm phi phong kiếm đánh một cấp nào. Phi phong kiếm đánh một cấp. Đang tìm phi phong em ơi. Phi phong đâu? Một bắt vào rượu. Trời, một phục viên. Một bắt vào rượu. Ây da. Ây da. Không đủ chỗ. Không đủ chỗ em ơi. Bàn nhược tâm kinh. Bàn nhược tâm kinh. Bàn nhược tâm kinh. Thiên sơn nến ở dịch này đã. Hello này mới vô nha, hello mọi người nha. À cái máy sấy này nè, bộp này máy sấy thôi. Cái nhân bỏ bớt cái này vào trong rồi. Nó đang dọn rương bên này, đưa nó vàng xíu đồ nữa nè mày. Thế là mới có được vài trăm xu thôi. Còn lại vài cái ông bà chân nè. Nhìn thằng dư 14 cái. Vứt bên này nè. Dư 14 cái. Ok. 14 cái nè. À, mấy cái nhẫn này là khoảng khoảng 500 xu một cặp mà. Tính ra thu được kim mấy. Thiên sơn. Cái nhân bỏ qua. Cái nhân được sớm xu nữa. Nói chung là tương đối gần 3 kim nè. Rồi càng khôn khoảng 700 xu nữa. 3 kim 7. Quá tử này tới Thiết La Hán này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Được 4 kim. Thiết La Hán tương đối được 4 kim. 4 kim rồi. Gì nữa đây? Lần mày boss được 3 cái. Rồi. Khu tiếp này mày. Tương đương nãy giờ được 4 kim rồi nè mày. Ui. Trời, thiên tinh được 50 xu. Thiên tinh này rẻ lắm. Rẻ lắm mọi người. Đó, ok. Đã tìm được cái vi phong. Ồ, hôm nay anh Vinh chủ yếu lấy vi phong. Lấy kinh lấy vi phong cho con lôn lên 126 tốc độ đánh nè mày. Cuối cùng nó cũng ra. Trời ơi, mừng quá, mừng quá. Con anh phù. Ồ, thêm được một cái nhắn nữa. Ngon lành cành đào. Thêm được một nhắn nữa nè. Rồi, thêm được một nhắn nữa, ngon lành. Ok. Rồi, tính tiền rồi. Vừa rồi được thêm phi phong này. Phi phong này 3 ngày tầm này 2 kim đó nè. Khả mới mua 2 kim mà có người không bán nè. Ok, không bán mình mua được cái này được 2 kim nữa, được 6 kim. Rồi, nhắn này cho 30 xu nữa, 6 kim 3. Cái này 100 xu là 6 kim 4. 6 kim 50. 6 kim rưỡi. 6 kim 6. Cái này 800 xu nữa là khoảng 7 kim 4. Bảy kim tư. Bảy kim tư không minh thạch này 50 vài chục xu rồi. Rồi ba con boss, ba con boss khoảng 300 xu nữa hả. Bảy kim bảy. Bảy kim bảy. Rồi bảy kim bảy. Chung là anh em mình lần này thì thu được khoảng 7 kim bảy. Với lại bao nhiêu bình quá tử đây. 2, 4, 6, 7. 7 kim quá tử trung bình khoảng 100 xu một bình hả. Là được 8 kim tư. 8 kim tư thì với 11 kim thì lỗ khoảng lỗ khoảng 2 kim mấy nè, ok. Lỗ 2 kim mấy nó đừng chăm lễ. Tư ok này. Lỗ 2 kim mấy thôi.
Ok. 2 kiếm máy thì khoảng tầm 100 nghìn, 100 hơn thôi em, 100 rưỡi thôi. Rồi ok, cái này thì vứt qua cho xe nha, cho Thí Yên nó mang. Đó. Em dịch cái, tôi rành rành đánh bot này, con này mấy ngày? Đấy ngày 3, có 3 ngày thôi em ơi. Mỗi lần bot này có 3 ngày thôi. Ngày 3. Đó, tính ra là lỗ hơn 2 kim thôi nhưng mà cũng sao nè, up cấp cho xe là ok nè. Anh này cũng là cũng nằm độc của bang nên là cứ có nhiều up nhiều nè, không có ngại. Mùa nào Khải cũng ăn anh em. Con nằm độc này nó đi chan cả ngày cùng với Khải, tem Khải luôn rồi. Cứ mùa nào event ra cũng ăn event show. Nó chỉ không ăn event vạn thôi, nằm ra nó cũng hơi bị thọt nhưng mà không sao. Tầm này là ok chứ không thọt lắm. À đi nộp, đi nộp top 3, này cộng được hả? Rồi. Anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho video anh Vinh của Khải một like sẽ ủng hộ cho anh em ơi. Tuy rằng khá là may mắn khi ra vi phong kỹ năng một cấp á, chứ không ra Khải cũng mua 2-3 kim lận nè, 2-3 kim một vi phong lận. Hôm nãy Khải trả giá nó mà không bán nè. Rồi, ok. Đi được phút bàn đấy. Rồi, giờ xong rồi. Giờ Khải áo mạng ra cho anh em khác vào cầm mạng nha nè. Anh này Khải có đưa cho một người cầm mạng phụ ba. 18 ốc viên một kháng cả nó, ok. Rồi, phụ dân khí thôi. Rồi, cầm bên. Quá đẹp. Rồi ok, thêm một vị phong, ngon lành cần đau. Anh em đừng quên đỡ lại cho Khải một like ủng hộ chân, như là chia sẻ video ủng hộ chơi nè.